Acer Nitro 5 từ lâu đã biết tới là một trong những mẫu laptop gaming giá rẻ đáng mua nhất trong tầm giá dưới 20 triệu đồng. Mà thật ra thì dưới 20 triệu đồng cũng chả có mấy đối thủ với Nitro 5, thế nên mình nói vậy cũng không được sai cho lắm nhỉ. Thì ngày hôm nay trước mặt mình là một phiên bản Acer Nitro 5 không hẳn là mới, nó giống như là bình cũ và rượu thì cũng chưa hẳn là mới. Vậy thì tại sao mình lại nói vậy? Thì bình cũ ở đây là gì? Bình cũ ở đây chính là thiết kế. Thì mẫu Acer Nitro 5 mình đang có trước mặt ở đây được mang âm hưởng thiết kế từ năm 2018, với thiết kế hơi dày một chút, với vỏ giống kiểu giả carbon. Còn mà cái có lẽ nhiều anh em không thích nhất đó chính là về phần viền màn hình. Viền màn hình thì mình thú thật với anh em là hơi dày một chút. Cái này sẽ ảnh hưởng tới cái cảm quan nhìn khi anh em nhìn vào, khi anh em chơi game này, xem phim này, nhìn màn hình dày nó kiểu không thích ấy. Thật ra thì đây chỉ là cảm quan theo một thời gian đầu thôi, khi kiểu dùng lâu dài rồi thì sẽ quen ngay thôi. Còn về chất lượng của màn hình này theo mình đánh giá là khá ổn so với tầm giá. Full HD 15.6 inch, tấm nền IPS, độ sáng 270 nit và độ bao phủ màu sắc nằm ở mức 62% giải màu sRGB, phù hợp để giải trí với làm Photoshop nhẹ nhàng cơ bản thôi. Phần cổng kết nối được bố trí đều hai bên, với cạnh trái là cổng mạng LAN, USB Type-C, HDMI, một cổng USB và một khe thẻ SD. Bên cạnh trái là hai cổng USB và thêm một jack audio combo nữa. Thì theo mình đánh giá là mức gọi là bình thường thôi, không phải không quá nhiều nhưng mà đầy đủ các cổng kết nối từ hiện đại cho tới bình thường. Theo như mình thấy thì mẫu laptop này được trang bị một cấu hình khá ổn vào điểm hiện tại, mặc dù nó không được mới cho lắm. Đó chính là CPU Core i5-8300H, card đồ họa rời GTX 1050 4GB, 8GB RAM và được trang bị sẵn một ổ SSD 512GB. Thì đây chính là cái mới ở mẫu laptop này. Bởi vì với phiên bản 2018 khác ấy, thì anh em chỉ được trang bị một ổ HDD 1TB thôi. Còn với phiên bản này anh em sẽ được trang bị sẵn một SSD dung lượng tương đối cao. Nhưng mà quan trọng nhất đến cái phần trải nghiệm đúng không? Bài test đầu tiên đó chính là firmware để dành cho những cái bạn kiểu đam mê về nhiệt độ. Mua laptop gaming về không quan tâm hiệu năng, chỉ quan tâm ấy nhiệt độ của nó là bao nhiêu. Thì khi stress test GPU, khi mình đã bật Coolboot nhé, chế độ Coolboot, thì nhiệt độ dừng ở mức 60 độ C, dưới 60 thôi, 59-60. Còn khi tắt chế độ Coolboot đi thì độ chỉ tăng lên một chút thôi, khoảng độ 62-63 độ C. Còn đối với phần CPU thì đã ở mức 80 độ C. Theo mình thấy thì CPU 80 độ vẫn là mức nhiệt tương đối có thể chấp nhận được, bởi vì dù sao đều một mẫu laptop gaming giá rẻ và CPU cũng không phải là thuộc dạng yếu. Còn chuyển sang tới phần gaming, với PUBG thì mình khuyên anh em nên để mức setting thấp nhất để FPS ổn định ở trên 70 FPS. Còn với các tựa game nhẹ nhàng hơn như CSGO hay Dota 2 thì việc mắc setting rất là dễ dàng. Sẽ có một số lưu ý nhỏ dành cho anh em như này. Khi mình test ấy, mình sử dụng phần mềm để quay màn hình, qua đó thì FPS sẽ bị thấp hơn thực tế khoảng chừng 10 FPS. Nên anh em cứ lấy số FPS lúc mình test ấy, xong cộng thêm 10 sẽ ra FPS thực tế lúc anh em chơi. Và nhiệt độ cũng vậy, nhiệt độ khi anh em chơi game ấy sẽ hơn một chút. Với mức nhiệt theo mình đánh giá khi chơi game ở dưới 80 độ C hoặc là cùng lắm 80 độ C cho mẫu laptop gaming không bị bóp xung, thì đây là một mức nhiệt lý tưởng để anh em có thể sử dụng trong thời gian dài mà không lo kiểu ảnh hưởng đến các linh kiện khác. Và giá của sản phẩm laptop Acer Nitro 5 đang được bán tại Alphard với rất nhiều phiên bản, nhưng phiên bản mình đang có mặt ở đây là có mức giá 17.499.000 đồng, cùng với gói quà tặng lên đến 5.200.000 đồng. Link chi tiết của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alphard Promoter để không bỏ lỡ các video clip chúng mình tung ra trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.